Tiếp theo ý của anh Leon á, là em thấy rất là make sense khi mà anh nói là mình phải biết lại cái nào nó thật sự là work cho cái business của mình thì mình sẽ đầu tư cái đó nhiều hơn. Thì theo chị á, thì chị sẽ target vô được là cái lượng khách nào mà chị thật sự là muốn build cho cái tiệm của chị. Là chị sẽ target vô cái lượng khách đó nhiều hơn. Thường á, thì khi mà quảng cáo á, thì như tiệm, như anh Leon nói là tiệm nào cũng nên có một cái budget. Lúc nào, tháng nào mình cũng phải để một cái số budget đó ra. Chích là, ra một phần budget. Đúng rồi, là cái đó là cái fit budget của mình. Bắt buộc phải có. Bắt buộc phải có. Ít hay nhiều là bắt buộc phải có. Để tháng đó là mình phải dùng cái số tiền đó để chỉ cho công việc quảng cáo hay thôi. Thôi, thì đầu tiên á, thì mình phải có chiến lược. Chiến lược là cái mà mình phải đưa ra để là ok, giống như plan A, B, C. Đúng rồi, giống như khi mà chị bắt đầu quảng cáo cho một cái gì đó, chị sẽ focus là why mình cần phải push cho cái đó. Who mình cần phải target vô, đối tượng nào, và how mình sẽ quảng cáo cho cái chiến lược ID đó của mình. Promotion như đúng thế nào? Đó là những cái mà chị thường đặt ra để cho chị bắt đầu cho một cái chiến lược nào mới. Thì khi mà chị đặt ra một cái chiến lược như vậy đó, thì thường là chị sẽ có một cái goal. Ví dụ như chị kêu ok, nếu mà chị làm cái quảng cáo này, chị muốn tháng sau chị sẽ thấy 10% income tăng increase tăng lên hay là cái gì đó. Nhưng mà mình có một cái goal rõ ràng á, thì mình sẽ thực hiện cái chiến lược của mình tốt hơn. Mình sẽ làm cái quảng cáo nó effective hơn. Thì mình nên rõ ràng làm sao để phù hợp cho với cái salon của mình hay là nhà hàng, nếu là những anh chị có nhà hàng. Thì mình phải có cái plan cụ thể rõ ràng. Thì cái quảng cáo của mình nó sẽ effective hơn với khách hàng của mình. Cảm ơn câu trả lời của chị Khê.